Nay các em sẽ học cái bài mới, đó là chương 2, chương tam giác. Bài đầu tiên là bài tổng ba góc trong một tam giác. Về kiến thức cần nhớ thì tam giác ABC tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Ở đây các em thấy này, cái góc trong tam giác ABC có cái góc là góc BAC. Góc BAC. Cộng BAC cộng với góc ABC. BCA bằng 180 độ, tổng ba góc bằng 180 độ. Hay nói cách khác, góc A cộng với góc B cộng với góc C bằng 180 độ. Đó. Đối với tam giác vuông thì hai góc nhọn phụ nhau. Đấy, các em xem hình vẽ bên dưới. Đây hình vẽ bên dưới đây. Góc A bằng 90 độ thì hai góc B cộng góc C là hai góc nhọn cộng với nhau bằng 90 độ. Phần tiếp theo là các góc ngoài của tam giác. Góc ngoài là như thế nào? Đây các em vẽ ra cái hình này bạn. Đây là tam giác ABC. Đây là chữ X, BI, CZ. Như vậy ở đây thì có hai góc, góc A1, góc B1, góc C1. Đấy là ba góc trong góc ABC. Như vậy là góc A1 cộng với góc A2, cộng với góc B1 nữa. Cộng với góc C1. Bạn Huyền cho biết nào, góc A1 cộng góc B1 cộng với C1 bằng bao nhiêu độ? 180 độ. 180 độ. Đây là tổng ba góc trong. Nhưng ngoài ra nó còn ba góc nữa là góc A2. Góc A2 là góc ngoài tại đỉnh A. Góc ngoài tại đỉnh A. Vậy thì là góc ngoài tại đỉnh A. Vậy thì góc A2 sẽ bằng tổng hai góc trong nhưng không kề với nó. Vậy thì bằng hai góc nào lại nhỉ? Bạn Nhật Anh. Dạ. Góc trong nhưng lại không kề với A là hai góc nào đây? Không kề với A, tức là không phải là A1 thì còn lại là góc nào? Đi đổ. Không, thầy giáo nói lại một lần nữa nhá. Góc A2 là góc ngoài thì góc trong của tam giác nhưng không được, không chạm vào góc A đấy, không kề với góc A đó là góc nào? Góc A1 có kề với A2 không nhỉ? Đây. Có. Vậy thì góc B1 thì có kề không? Có. Góc B1 có kề với góc A2 không? Không. Góc C1. Không à? Vậy thì sẽ bằng B1 cộng với C1 thì không kề với nó, là bằng góc B1. A1. Bằng góc B1 cộng với C1. B1. Đó. Tương tự như vậy. Góc B2. Bạn chân cho thầy giáo biết xem nào. Góc B2 là góc ngoài tại đỉnh nào?
chân. Dạ. Góc B2, à góc B2 là góc ngoài thì đỉnh nào? Đỉnh B ạ. À, vậy thì góc B2 bằng tổng hai góc nào? Chân. Bằng tổng hai góc trong nhưng không kề với B. Là tổng hai góc nào? Chân. Là C1 và A1 ạ. Đúng rồi, bằng A1. Tổng hai góc C1. Bạn Huyền cho biết xem nào, góc C2 nó như thế nào trong cái tam giác này? Huyền ơi. Thưa thầy là C2 bằng A1 ạ. A1 cộng cái gì? Bằng A1 cộng với B mấy? B1 ạ. Đúng rồi, hãy học trong kèm nó. Nhưng ngoài ra nó còn một thứ như thế này nữa. Mà các em lưu ý này, góc ngoài ra như này, góc A2 sẽ to hơn B1. A2. Góc A2. Lớn hơn B1. Và A2 lớn hơn C1. Bởi vì nếu bằng tổng hai chú đấy cộng lại mà thì đương nhiên một chú thì phải bé hơn rồi. B2. Góc B2 lớn hơn góc nào nhỉ bạn Nguyên? N. Thảo Nguyên. Em thưa cô, em thưa thầy là góc B2 lớn hơn góc A mấy? B1 ạ. Lớn hơn A1. Rồi. Lớn hơn A1 và B2 cũng lớn hơn C1. Đây này, góc ngoài lớn hơn các góc trong. Vậy thì C2 lớn hơn góc nào hả bạn Nhật Anh? Dạ. C2 lớn hơn góc A1. C2 lớn hơn A1. Và lớn lúc nào nữa? Lớn hơn B1. B1. Đó. Đó, em ghi vào đi. Bài tập 1. Cho tam giác MNP có góc M 40 độ, góc N 50 độ, tính góc P. Tính góc P. Và nhận xét gì về tam giác MNP? Xin mời các em suy nghĩ. Bạn Huyền thế nào thì nói tính góc P như thế nào? N góc N cộng M cộng B. M cộng N B cộng B bằng 180 độ. Bằng 180 độ. Lý do làm sao đây? Tính chất tổng ba góc. Trong tam giác, trong một tam giác. Rồi, thay số thế nào? 40 độ.
40 độ cộng 50 độ cộng B bằng 180 độ. Suy ra B bằng 180 độ trừ 40 độ trừ 50 độ bằng 90 độ. Vậy thì tam giác này là tam giác gì? Là Vuông. tam Tam giác gì? là tam giác Vuông hay nhọn? nhỏ. Vuông, 90 độ thì là phải là tam giác vuông. Vậy thôi, nếu ba góc đều nhọn cả, nếu biến 90 độ thì là tam giác nhọn, còn có một góc tù thì là tam giác tù, còn có một góc vuông thì là tam giác vuông. Rồi bạn ghi về đi. Ta có thể làm cách hai này, góc M cộng với góc N, nhân anh đâu? Nhân anh. Dạ. Ừ, góc M cộng góc N thì bằng bao nhiêu độ, cộng bao nhiêu độ đây? M bằng 40 độ, N bằng 50 độ. 40 độ cộng 50 độ Bằng bằng 90 độ. à, tổng hai góc này bằng 90 độ. Vậy thì hai góc này là hai góc nhọn mà lại cộng với nhau bằng 90 độ, tức là hai góc nhọn phụ nhau. Suy ra tam giác MNP là tam giác vuông rồi. MNP là tam giác vuông. Vuông ở đây thì vuông tại P. Đương nhiên sẽ suy ra góc P bằng 90 độ. Như vậy các em quan sát thấy là hai góc nhọn mà phụ nhau thì chúng ta kết luận ngay là tam giác đó là tam giác vuông, và đương nhiên sẽ có một cạnh à một góc bằng 90 độ. Bài số 2, tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH cũng góc BC, thì A là tìm cái góc phụ nhau trong hình vẽ, thì B là tìm cái góc nhọn bằng nhau. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Mời bạn Huyền. Xét tam giác vuông thứ nhất là tam giác ABC. Tam giác ABC. Thì lý A đấy. Vuông ở A. Vuông tại A. Vuông tại A thì suy ra góc B là với góc C là hai góc nhọn. Để bạn Huyền thì biết góc B cộng góc C bằng bao nhiêu độ? Huyền. Đây là góc B cộng góc C sẽ bằng 180 độ. Ba góc bằng 180, hai góc nhọn của tam giác vuông cộng lại là bao nhiêu độ? Là 90 độ. Đó. 90 độ. Đây, các em quay lại lý thuyết một chút nhá. Đây, nếu mà tam giác ABC mà vuông tại A thì góc B cộng góc C sẽ bằng 90 độ này. Bạn Huyền thấy chưa? Rồi ạ. Quỳnh Anh, thấy chưa? Rồi ạ. Rồi, ok. Thôi. Như vậy là tam giác ABC. Bây giờ chúng ta còn tam giác nữa. Xin mời bạn tam giác ABH vuông ở đâu nhỉ? Mời bạn Quỳnh Anh nhỉ? Nhìn hình vẽ là tam giác ABH thì vuông tại đâu? ABH
ABH vuông tại H. Vuông tại H. Vậy thì suy ra hai góc nhọn nó sẽ cùng nhau. Hai góc nhọn chính là hai góc góc B và góc A1. Có hai góc A1 và góc A2. Góc A1 và góc A2 này. Vậy thì suy ra góc A1 cộng góc B. Rồi, tam giác số 3, mời bạn Nhật Anh này. Tam giác ACH. Dạ. Vuông ở đâu? Tam giác ACH. Vuông tại đâu? Tại H hay tại đâu? Vuông tại A. Không, chỗ nào có ký hiệu vuông đấy? À, H ạ. Tại H. Vậy thì em suy ra hai ống nhọn là hai ống nào? Trong tam giác ACH có hai ống nhọn đấy là ống nào đây? Góc AM2. Hai cộng góc nào? Góc C. C bằng bao nhiêu độ? Không, vẫn đang bằng 90 độ. Đó là các góc phụ nhau. Rồi, em ghi vào đi. Chúng ta sẽ nghiên cứu lên đi B. Tìm các cặp góc bằng nhau. Bây giờ các em thấy như sau. Góc B cộng với góc C bằng 90 độ. Đó, các em nhìn này. Góc B cộng góc C bằng 90 độ. A2 cộng với C cũng bằng 90 độ. Vậy thì A2 với B như thế nào với nhau? Mày còn Huyền. Huyền ơi. Dạ. Câu A2 và câu B như thế nào với nhau? A2. A2 với góc B. Câu A2. Góc A2 với góc B sẽ với góc B bằng nhau. À, bằng nhau. Bởi vì nó cùng phụ với góc C. Cùng phụ với góc C. Đấy, góc nào cộng với C ra 90 độ này. BHB cộng với góc C bằng 90 độ này. A2 cộng với C bằng 90 độ này. Vậy thì A2 và B nó sẽ bằng nhau. Đó. Ngoài ra thì các em thấy góc A1 với góc C cũng sẽ bằng nhau. A1 sẽ bằng góc C thì là cùng phụ với góc A2. Đó. Bài số 3 này. Cho hình vẽ, ý A là đọc tên các góc ngoài của tam giác ABC. Mà góc ngoài, em biết rồi, góc ngoài là góc không nằm trong tam giác, nằm ngoài, nó lại kề với góc trong. Mời bạn bạn nào có thể làm bài này được. À, mời bạn Anh Huyền. Các góc ngoài của tam giác ABC là góc nào đây? Thưa thầy là góc ZAC. Là góc nào? Là góc ZAC. À, chính là góc này đấy. Góc ZAC. Góc ZAC. Rồi. Góc nào nữa? Góc ABI. ABI. Góc này đây. Góc ABI. ACX. À, còn góc nữa là cái góc ngoài cùng này đấy.
Đó, A, C, X. Đó. Đấy, còn lại là góc trong thì B. Mời bạn là chân này. Em Chân. Chân ơi. thưa thầy là góc ABC ạ. ABC. Lúc nào nữa? Một góc rồi. Tiếp nào. Chân. Hoàng Minh rồi. Dạ Lúc nào nữa? làm chỗ nào vậy? À, các trong là ABC BAC. VAC. Thế nào A ACB. A sừng góc ACB. Rồi, cảm ơn. Thầy lên em điền nó cái hình thầy. À, chúng ta chuyển sang bài số 4. Cho hình sau. Đấy, hình vẽ đó. Thì A. Rồi. C. Đó, em vẽ hình này. Vẽ hình trong vở không làm luôn. Thì A, xin mời bạn Sang nào. Góc ngoài, nhớ là góc ngoài chứ không phải góc trong nhá, của Đây tam là giác cốt ABC đi. là góc nào đây, ở góc nào đây, sang OBI. OB, I. à, không phải OBI, OBI nó không nằm sát với tam giác, nó phải dính với tam giác cơ. OCX. OCX, đúng rồi, OCX. Mà còn một góc nữa đấy. OC OBC OBA. Không phải. Đọc lại. OCA. Không phải. Dính vào tam giác A, O, C nhưng mà nó nằm ngoài. Phía ngoài. Đúng là ngoài hè à. Lúc nào ở chỗ O đây. OCB. OCB nó là cái góc này này, OCB nếu em đọc vậy nó là cái góc này này, nó nằm trong nó rồi. Lúc nào đây này, OB thầy. sang OB X thầy. em đọc lại xem nó gãy ở đâu thì phải đọc cái chỗ đấy, cái chữ đấy phải ở giữa chứ, cái đỉnh nào thì đỉnh nó phải ở giữa. Đọc lại. Chắc tìm được thấy rồi. Sang đọc lại là gãy ở bờ, gãy ở chữ O đấy thì đọc là gì? Ồ. Cầm nó đọc ba chữ mà, chữ nào? OBA. Anh cứ đọc O trước, vậy O nó ở giữa mà anh đọc O ở đầu thì đâu? BOA. Ừ. B. O. Nhân vật chính thì nó phải ở giữa chứ. Rồi. B. Xin mời bạn Nhật Anh nào. Góc OCX. OCX. Như nào với OAC? OCX với OAC tức là một góc ngoài một góc trong ấy, thì anh nào to hơn? Góc ngoài Nếu nào góc OCX. hơn? À, OC rồi, vậy xong. C, mời bạn An nào.
góc BOA. BOA như nào với góc OAC? BOA với góc OAC thì góc BOA lớn hơn ạ. BOA lớn hơn rồi, góc ngoài lớn hơn góc trong, không kể nó. Đúng góc lên. Rồi, cảm ơn. Bài này đơn giản thế thôi. Bài tập số 5. Tìm x trong các tam giác sau. Em có 3 tam giác ABC, tam giác EFM, tam giác KQR. Mời bạn Minh cho giáo biết nào. Tam giác ABC là tam giác nhọn hay là tam giác tù? Em thưa thầy là tam giác nhọn. Đúng. Tam giác EFM là tam giác gì? Là tam giác vuông. EFM là tam giác nhọn ạ. À? Vuông không? Nó cũng có vuông. Có vuông thì là tam giác vuông. Còn tam giác KQR là tam giác tù hay tam giác nhọn? Có là tù. Vì nó có góc gì? Ở góc KQR. Góc tù. Rồi. Đó, các em suy nghĩ làm đi. Bạn Nguyên làm ý A nào. Xét tam giác ABC. Rồi nhá, xét tam giác ABC. Có góc A này. Cộng góc nào nữa? Cộng góc B. Cộng góc nào nữa? Cộng góc C. Đọc tiếp đi. Bằng 180 độ. 180 độ, mở ngoặc ra, tính chất gì? Tổng gì? Tổng ba góc. Tổng ba góc trong một tam giác. Rồi. Thế nếu A thay số, Nguyên thay số rồi. Anh Nguyên thầy là 65 cộng 72 cộng góc C. 65 độ, 72 độ cộng góc C. Bằng 180 độ. Suy ra góc C. C bằng 180 độ trừ đi góc nào? 180 độ trừ 65 độ. Trừ tiếp. Trừ 72 độ. Bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? Trăm 43. 43 độ. 43 độ. Được nha. Rồi. Xin mời bạn Thúy An cho giáo biết xét tam giác EFM. Biết về góc rồi. A E cộng F cộng M. Có gì đây? E cộng F cộng M. E cộng F cộng M. Cộng M. Cộng bao nhiêu độ? 180 độ. 180 độ. Lý do? Là bằng tính chất tổng. Tính chất tổng ba góc chung một tam giác. Trong một tam giác. Ok. Thay số nào, góc E là bao nhiêu độ rồi? E đã biết đâu thầy. Góc E ký hiệu đấy, là 90 độ đó. E là góc dương là 90 độ à? Đó. 90 F. Cộng với góc M, F. Góc Y cộng đấy. Với F. M là bao nhiêu độ? Cộng với 50 độ, 50 độ. Bằng 180 độ. Suy
suy ra y bằng 180 độ trừ đi 50 trừ đi 90 90 trừ đi 50 bằng bao nhiêu độ? Bằng 40 độ. 40 độ. Ngoài ra các em có thể làm cách 2 như thế này. Cách 2 là góc F cộng góc M bằng 90 độ luôn. Đây là tính chất tam giác vuông, hai góc nhọn trụ nhau. Phụ nhau. Đó, hai góc nhọn phụ nhau. Vậy thì góc F trên y M 50 độ bằng 90 độ, không cần phải tổng ba góc, hai góc thôi, nhưng lớn là tam giác vuông. Suy ra góc y sẽ bằng 40 độ. Đó. Chúng ta sang đi một vị thứ ba, đó là xét tam giác KQR. Mời bạn Huyền. Huyền. Dạ. KQR thì có cái điều gì đây? K cộng Q cộng R bằng 180 độ ạ. Rồi thay số K là bao nhiêu độ? 41 cộng Q cộng 36 độ. Thế này không Z đấy. Vậy suy ra Z là bao nhiêu độ? Như vậy là suy ra Z sẽ bằng 180 43 độ. Trừ đi 41 trừ 3 mấy? 36 ạ. Bằng bao nhiêu? Bằng 103 độ. 100 bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? 103 độ ạ. 103. Vâng ạ. Rồi ok, cảm ơn. Như vậy là các em đã học cái bài 5 xong rồi này, hình này. Bây giờ chữa bài tập ở nhà ngày hôm trước một chút. Mời bạn Minh cho giáo biết rồi. Nghĩa A kết quả ra bao nhiêu? Em thưa thầy là nghĩa A là 4, mà 4 thì sẽ là 4 chia 2. 4 chia 2 tất cả mũ 2 sẽ bằng là 2 trên 2 2 mũ 2 2 mũ 2 2 mũ 2 thì bằng mấy? Bằng 4. Rồi. Rồi bạn An làm ý B nào. Em thưa thầy, cái này là bằng mở ngoặc 6 trên 3 chia cho 3 trên 3. Tất cả mũ 2. Sáu. Tất cả mũ 3. Vâng, tất cả mũ 3. 2 mũ mấy? Là bằng 2 mũ 3. Bằng mấy? Là bằng 6 ạ. À 8. 8, rồi. Mời bạn Thảo Nguyên làm ý này xem nào. Các em lưu ý đây là ý 3 đấy nhá, chứ không phải là số 3 đâu nhân nhá. Đây là số phải. Rồi. Dễ, còn hôm trước một số bạn làm nhưng mà cũng tưởng đấy là dấu nhân. Thì giáo cũng thông cảm, thì đây là lỗi của đề bài. Nhưng mà... Đó. Đây là số phải. Nhá. 6. Cái này nó không có công thức nào cả, nó không có cùng cơ, mà như vậy là 6 mũ 3. 6 mũ 3. Em thưa thầy là chia cho 2. Đó. Kết quả sẽ là 108. Thôi, tính bình thường, nó không có công thức thì tính bình thường. Xin mời làm ý 4, mời bạn Chân nào. Chia lũy thừa cùng ngũ đây.
Sơn ơi. Sơn rồi. Mời bạn Sang nào. Sang ơi. Sang. Thầy tám mở ngoặc, tám mở ngoặc chia cho, tám mở ngoặc chia cho bốn, tất cả bốn đóng ngoặc bốn trừ bốn rồi không, bốn không phải bốn trừ bốn là mũ giữ nguyên, cùng mũ để chia cơ thôi, mũ phải giữ nguyên nhé. Vâng. Sang nhá, mày tám chia bốn bằng hai, bằng hai mũ bốn thì bằng bao nhiêu? Bằng hai mũ bốn, sáu, hai mũ bốn bằng nhiêu nhỉ? 4 số 2 nhân nhau 16. 16. Rồi. Mời bạn Hoàng Minh làm B bạn ý 5 này. Dạ. Ý 5. Ý 5 ạ. 9 chia 3 tất cả mũ A bằng 3 mũ 3. Và bằng là 18. 3 mũ 3 bằng bao nhiêu? 18 ạ. 18. 3 số 3 nhân với nhau. 27 ạ. 27. Rồi. Khánh Huyền làm gì 6 nào? Thân thân thầy là mẫu 8 chia cho 9 tất cả 5 bằng A mũ 5. 32. Rồi. An làm à, ý Quỳnh Anh có làm được cái ý 7 không Quỳnh Anh ơi? Em thầy. Mình gọi Nhật Anh. Nhật Anh. Dạ. Còn bao nhiêu? 15 chia 5 đóng ngoặc mũ 3. Bằng bao nhiêu? Bằng 3 mũ 3. Bằng bao nhiêu? Bằng 27 ạ. 7. Rồi. Sang là 18 ạ. Bằng bằng mở ngoặc 45 trừ chia 9 ạ. 9. Đóng ngoặc mũ 2. Bằng. Bằng. Bằng 5 mũ 2. Bằng 25. 25. Rồi. Thảo Nguyên là 19 ạ. Nguyên. Thứ hai là cùng mũ để chia cơ mở ngoặc bao nhiêu? 60 chia cho bao nhiêu? Chia cho 12 đóng ngoặc mũ 5. Rồi, 60 chia 12 bằng mấy? 60 chia 12 bằng 5 ạ. 5 mũ 5 bằng bao nhiêu? 5 mũ 5 bằng 125 ạ. 5 mũ 5 bằng 5 số 5 nhân với nhau. 525. Ờ, 5 con số 5 nhân với nhau mà. Nguyên. Bạn nào ra rồi? Nào ra kết quả rồi. 5 số 5 nhân với nhau bao nhiêu? 5 số 5 bao nhiêu?
Còn Huyền ra bao nhiêu? Ba nghìn một trăm hai mươi lăm ạ. 3625. Tiếp theo. 3125 chứ thầy. Bao nhiêu? 3125. 3125. Ba một hai năm. Ok. Ý 10. Bạn Nhật Anh. Dạ. Ý 10. Mở ngoặc 27 chia 3 là 9 luôn đi. 9 và bao nhiêu? 9 mũ 3 thì bằng bao nhiêu? 729 ạ. Rồi. Bài này. Bài bạn Khánh Huyền à. Em thưa thầy là âm 4 chia cho 2. Âm 2 luôn. Âm 3. Âm 2 mũ 3. Bằng âm 3 bằng âm 8 ạ. Âm 8. Ý cuối cùng. Mày bạn sang nào. Cùng mũ thì chia cơ, lấy cơ chia cơ. Thầy là bằng mở ngoặc 6 trừ cho chia cho âm 3. Bằng bao nhiêu? 6 chia cho âm 3 là bằng âm 3 phần âm 3 mũ 3. Kết quả vẫn là âm 8. 6 chia 3 là 2. Rồi. Đó, đây là bài tập về nhà. Ta chưa tiếp bài 10 này. Ý số thứ nhất. 1 phần 2 tất cả mũ 3 nhân 3 phần 2 tất cả bình phương. Thì bài cái này các em thấy như sau. Sẽ bằng ý 1 sẽ bằng này. 1 phần 2 tất cả bình phương nhân 3 phần 2 tất cả bình phương, đưa về cái mũ nó bằng nhau đã. Còn 1 phần 2 đi, nữa để ra ngoài này. Như vậy cái 1 phần 2 mũ 3 các em thấy là tách thành 1 phần 2 bình phương nhân 1 phần 2 để chúng ta sập cái đám mũ lại với nhau. Kết quả cái này cùng mũ hai cái này này bằng 1 phần 2 nhân 3 phần 2 thì sẽ là 3 mũ 2 là 1 phần 2 nhân 3 phần 2 cả mũ 2 nhân 1 phần 2 bên ngoài giữ nguyên. Kết quả sẽ bằng 3 bình phương. Đây là... à, xin lỗi, đây là cùng mũ, à, là cùng mẫu. Nên là không có tác dụng gì cả. Đây, bài này không có tác dụng gì cả. Ta nhầm. Bài này không có tính chất gì đặc biệt. Chỉ là phép nhân thôi chứ không phải phép chia. Nên là mẫu nó bằng nhau cho nên chúng ta tính bình thường thôi. Bằng 1 phần 8. Nhân này là 9/4. Đó. Kết quả bằng 9/32. Đơn giản vậy thôi. Ý số tư thì 5/4 mũ 5 với 4/5 mũ 7 nó là nghịch đảo với nhau cho nên chúng ta dồn lại bằng 5/4 tất cả mũ 5 nhân 4/7 tất cả mũ 5 nhân với 4/7 cả bình phương. Đó. À, hai cái biểu thức này nó là nghịch đảo của nhau nên là sẽ bằng 4/5 5/4 nhân 4 là 4/5 chứ là 4/7 đó. 5. Bốn phần năm nhân lên 5/4 nhân 4/5 sập mũ lại, sập cơ lại 5 nhân 4/5
cả bình phương. À, cái này bằng 1 rồi. Bằng 1 nhân với 16/5 là 16/25 và bằng 16/25. Ok. Đó, em ghi vào. Và như vậy là hai ý tiếp theo. Hai phần ba với ba phần hai nữa là nghịch đảo với nhau. Kết quả sẽ bằng 2/3. Tất cả mũ 3, lấy mũ bé nhất đi. Nhân 3/2. Tất cả mũ 3 đi để cho nó tự diệt nhau. Và nhân với 3/2. Tất cả bình phương. Đấy, cái đoạn đầu này chính là số 1 rồi. 1. Nhân 9/4. Sẽ bằng 9/4. Rồi. Đi số 5. Em thấy như sau. À, mũ 6 với mũ 8 chúng ta chọn mũ 6. Vì số âm mà mũ chẵn thì nó vẫn là cũng như số dương mũ chẵn cho nên nó bằng 5/6. Tất cả mũ 6, không cần phải âm nữa vì âm với dương mũ chẵn thì cũng như nhau mà thôi. Nhân 6/5. Tất cả mũ 6. Và nhân với 6/5. Cả bình phương. Kết quả đoạn đầu này chính là số 1. 1. Nhân cái đoạn này thì là 36/25. Kết quả bằng 36/25. Làm như này cho nó nhanh. Đó. Nếu mà chúng ta mà lại tính từ từ thì sẽ rất là lâu. Thì cuối cùng lấy 3 và 3 và 6. Em thấy như sau. 3/4 với 4/3 là nghịch đảo với nhau. 3/4. Tất cả mũ 3 là mũ 4. Nhân 4/3. Tất cả mũ 4. Nhân 4/3. Đoạn đầu thì bằng 1 rồi. Nhân 4/3. Được bằng 4/3. Cái y cuối cùng này thì nó cùng mũ thì nhân cơ. Cùng mũ 3 cho nên sẽ bằng 1/2. Âm 1/2. Nhân 4/7. Đáng lẽ là 1/2 nhân 4/7 âm, nhưng mà để số âm trước cho nên nhìn thì nó đẹp hơn rất nhiều mặt. Cả mũ 3. Kết quả bằng âm 2/7. Tối giản đi. Cả mũ 3. Âm 8 trên 7 mũ 3. Đó. Đây là cuối cùng của bài toán này. Như vậy là sau khi chữa xong 6 cái bài tập này rồi, 6 cái bài tập về nhà, cái bài 10 này chúng ta lại quay lại bài hình, bài số 6. Cho tam giác PQR biết góc P, góc Q, một góc là 48 độ, một góc là 62 độ. Và tính các góc còn lại của tam giác. Em suy nghĩ vẽ hình đi ạ, vẽ hình chuẩn bài toán này.
Rồi, đầu tiên là chúng ta phải vẽ tam giác đã. Nha. Đầu tiên là phải vẽ đoạn thẳng PQ bất kỳ đó này. Đây là đoạn thẳng PQ. Sau đó vẽ cái góc P là 48 độ. Đặt cho độ vào góc P. Và xoay góc 48 độ. Đó, thấy góc 48 độ chưa? Ta bắt đầu nối góc lại. Đó. Góc 48 độ. Sau đó lại đặt đến góc này là 48 độ nhé. Sau đó lại vẽ cái góc Q là 62 độ. Đây các em nhìn thấy cái góc độ này. Đang này góc 62 độ. Quy 62 độ. Đây là góc QR. Góc còn lại thì đương nhiên là phải là góc giờ thôi. Mời bạn Ánh Huyền nào. Sẽ tạo ra PQR. Xin thưa thầy là P cộng Q cộng R bằng 180 độ. P cộng Q giờ bằng 180 độ. Rồi. Tính chất của ba góc. Tính chất tổng góc. Tam giác. Vào. Một tam giác. Rồi. Thay số. 48 cộng 62 cộng R bằng 180 độ. Nhớ độ vuông góc nha các bạn. Góc. Đi ra vào sẽ bằng. Em đọc lại xem nào. Ra đọc lại, đọc lại. Góc gì? Góc giờ. Đọc lại. Góc giờ. Đúng rồi, đọc có chữ góc mà chứ. Bằng 180 độ trừ 48 độ trừ 62 độ bằng 70 độ. Rồi, rồi. Thôi thì nó 7 độ. Em ghi mà. Tập số 7 này. Góc A thì là 50 độ, góc B là 70 độ, à 71 độ. Mời bạn Hoàng Minh xét tập giác ABC thì này. Minh ơi, Hoàng Minh đâu? Em đây. Nào. Là xét tam giác ABC ta có A cộng B. Đọc lại nên là đọc góc hả nói? Góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ. Tính chất tổng ba góc của một tam giác. Tính chất tổng ba góc trong một tam giác. Đổi số hàm A cộng góc A cộng góc B cộng góc C. Thay số. Thay số là 50. 50 gì? Lại để góc. Đọc lại xem nào. 50 độ. 50 độ cộng 70 độ.
Bảy mấy? 71 độ. Bằng bao nhiêu? Là bằng 59. À, bằng 150 độ. Thì ra là C bằng 180 độ trừ đi 50 độ cộng với 71 độ sẽ bằng là 59 độ. Rồi. Ok. Ôi, chuột em bị lag rồi. Rồi, em ghi lại nhá. Bài tập số 8. Tính góc x cho mình đi. Ba tam giác, tam giác ABC, tam giác MNK và tam giác EFG. Xin mời các em suy nghĩ. Vâng. Rồi đây là bài 8. Bài 9 cho về nhà. Sau rồi vào chữa. Ok, nha. Rồi cho hai bài này. Em về nhà làm nhé.